Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quy Thành. Và các bạn yêu cầu mình quay lại cái sở thú Zumani rất nhiều, nên hôm nay mình sẽ lại quay lại một lần nữa. Và mình sẽ hack game tạo ra những nhân vật cực kỳ hay ho mà các bạn yêu cầu. Uầy, vậy thì chúng ta phải vào video ngày hôm nay luôn thôi. Các bạn hãy nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nhá. Còn bây giờ vào xem là mình sẽ tạo ra những con gì, những nhân vật gì ở trong sở thú quỷ ám nhá. Đi thôi. Rồi, và các bạn sẽ được đến sở thú Juno Mali phần 2. Rất là ảo ma. Chắc là sẽ có nhiều điều mới đây. Vẫn là mấy con đấy được các bạn ạ. Rồi, vào game nha. Rồi, bình thường chúng ta đi thăm sở thú là đi vào ban đêm đúng không các bạn ơi? Ừ. Nhưng mà hôm nay bây giờ mình sẽ cho các bạn đi thăm sở thú vào ban ngày. Wow. Búng ba la, đợi mình một xíu nha. Ôi trời ơi. Ngày nắng rất đẹp. Vâng, thăm sở thú vào một ngày nắng đẹp cực kỳ luôn đấy. Đúng, quá hợp lý luôn, hết đáng sợ luôn các bạn ạ. Đấy, nhưng mà thời tiết có vẻ hơi chập chờn, nhưng mà không sao cả. Vẫn là rất là sáng để chúng ta có thể nhìn rõ mọi thứ các bạn ơi. Ồ, chỗ đoạn này về sau sấm chớp đùng đùng này. Ôi, ủa, kia là mấy con thú kia ốc kìa. Mấy con bò. Ờ, nhân viên sở thú đâu? Ui, chớp quá trời rồi. Chớp quá trời à? Thế bây giờ anh sẽ chuyển sang trời mưa. Rồi các bạn ơi, chúng ta trời sẽ đi thăm sở thú vào ngày trời mưa. Và xin giới thiệu các bạn. Ui, sấm chớp, lại sấm chớp đùng đùng rồi. Ôi, sống chấp ác quá, thôi chắc chúng ta lại về ban đêm. Rồi, thời tiết nó lại về ban đêm và mình đang ở trước cánh cửa này. Bây giờ anh sẽ tạo ra một đệ tử mới, đảm bảo là các bạn ai cũng biết tới nhân vật này luôn. Ê ôi, đệ tử Skibidi à? Đây. À, nó đi theo mình luôn, con này là con gấu men mà. Đúng rồi, bây giờ ôi, hãy bắt đệ tử của tôi, đừng bắt tôi. Đấy. Bắt Skibidi đi. Tôi mới thu nó làm đệ tử đấy. Ồ, nhảy vào đây. Làm gì nhau. Skibidi đang đi vào đây với mình. Đấy, có Skibidi gầm men trông buồn cười nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Quay không? Con kia nó không bắt Skibidi. Buồn cười không các bạn? Con này nó đi theo mình luôn, leo cả lên cầu thang được luôn các bạn ạ. Rất là xịn sò. Bây giờ cái súng của mình đang chỉ bắn được một lần đúng không các bạn? Và mình đang bắn được cả súng giấy này, ok không? Ai mà có như nhà nào sắp tổ chức đám cưới có thể mời Bê Quy Thành đến. Bê Quy Thành có một khẩu súng để bắn ra pháo giấy các bạn. Đấy, rất là xịn luôn. Và súng của mình bây giờ chỉ bắn, ví dụ bắn sáng ngày chỉ bắn được một lần thôi đúng không các bạn? Đúng. Mình có thể giúp các bạn bắn được nhiều lần. Ôi dồi. Bắn được nhiều còn choáng luôn các bạn ạ. Thế à, đấy, choáng chưa? Choáng quá. Súng như này mới gọi là súng đúng không các bạn? Nghe gầm men nhỉ. Đấy, bắn như thế này không lo hết đạn các bạn ơi. Đấy, hồi trời ơi, tới cho nó sáng sáng tí. Lo gì đúng không? Lo gì hết điện. Cực kỳ hài hước luôn các bạn. Bây giờ mình vào màn cuối mình bắn kiểu đấy xem được không? Vào được mà. Nhưng mà từ từ đã, hợp lý nhỉ. Bắn luôn con đấy đi. Đâu được, đây cánh cửa các bạn ơi. Mình sẽ chui vào trong này và bắn luôn con này thì chúng ta sẽ giải quyết câu chuyện này nó nhanh hơn nhiều các bạn ạ. Đúng rồi, bây giờ nhá, bây giờ mình vào đây mình chơi. Bây giờ vào đây bảo là: "Ê, con cáo kia tao ở đây này. Nào bắn đi, bắn." Bây giờ sợ gì nó đúng không? Bây giờ bắn liên tục thôi. Nào. Nào đuổi đi nào, đuổi đi. Đuổi đi. À mày. Trời dễ hơn bao nhiêu các bạn ạ. Thật, nó vẫn bắt mình. Đôi khi mình không để ý nó sẽ tóm được mình thôi. Nhưng mà này không lo hết đạn, bắn ấy còn như kiểu súng liên thanh thì con này sao có bắn tuổi. Bắn như AK ấy. Vậy. Đấy, đơn giản lắm các bạn ạ. Đuổi đi. Nói chung là mình chỉ cần như thế thôi là con này gọi là không làm gì được mình rồi các bạn ạ. Thôi bây giờ cho nó ăn thịt đi. Ừ. Các bạn đã bị con này nhai đầu. Tóm lại nếu mà có khẩu súng này thì mình sẽ bất khả chiến bại đấy các bạn. Gọi là bá cháy luôn các bạn ơi. Đây chính là nhân vật người chơi với hai cánh tay và một cái bóng đèn. Đúng rồi, nhưng bây giờ mình đâu cần bóng đèn đâu. Buồn cười quá các bạn ơi. Ở đây có một vài cái nhân vật mà các bạn bảo anh hãy biến đổi nó đi. Ví dụ như từ từ để anh nhìn nó chỗ nào nhỉ. Con này chắc ốc con đều biết. Con gì đã? Đó chính là con mèo. Con mèo đi tìm chuồng mèo đúng không? Đi tìm chuồng mèo, nhìn cao cao lên thấy chuồng mèo ở đâu nhỉ. Rồi các bạn ơi, chuồng mèo ở đây này các bạn này. Này, những cái bé mèo cực kỳ là cute luôn. Nếu bây giờ chúng ta biến những con mèo này thành mèo máy Doraemon thì làm sao hả ốc? Bốc phét ít thôi, mình không tin đâu các bạn ơi. Ốc không tin anh các bạn, ốc dám chê cười anh không biết hack game. Ốc dám bảo anh cúi bắp.
Bây giờ anh biến bọn này thành mèo Doraemon thì làm sao hả? Ông mất gì? Ông mất một cốc trà sữa. Rồi, ok. Đấy, biến đi, leo leo. Bây giờ anh biến rồi nhá, đợi tí. Chẳng tin đâu. Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Mấy con mèo biến thành Doraemon này, mèo máy này. Cho em vào xem chuồng đi. Ốc không tin anh các bạn à. Rồi, đúng Doraemon chưa? Đúng rồi, nhưng mà cho em vào xem chuồng đi. Biết đâu anh chỉ làm được mỗi cái hình bên ngoài thì sao? Không bao giờ hình bên ngoài luôn. Bay ra ngoài ốc xem nha. Con này nó biết mình ở trong này sao, nó cứ canh giữ ở đây các bạn ạ. Ôi dồi, Doraemon khổng lồ. Wow, hay quá. Lại bảo không phải Doraemon, còn các bé mèo Doraemon con chạy lon ton đây này. Đấy không? Doraemon cổ dài à? Chút buồn cười rồi các bạn nhỉ. Đó, Doraemon siêu to khổng lồ. Bây giờ anh đứng ở trên này nhé ông nhé. Nó nhìn anh kìa. Doraemon, một bầy Doraemon luôn các bạn ạ. Ôi Doraemon chạy đến chỗ bên thành chuẩn bị ăn thịt. Đây từ từ chuyển sang ban ngày xem cho các bạn nhìn rõ nha. Đấy cho các bạn nhìn đẹp, trời đẹp này. Đấy. Ôi giời. Nếu như mà các bạn chỉ nhìn hình này chắc là các bạn nghĩ đây là một nhân vật rất là thân thiện ở trong Zoo Normally đúng không? Nhưng không phải đâu. Nếu mà động vào nó thì chắc nó ăn thịt mình. Bây giờ mình thử nhảy xuống nó ăn mình không nhá. Ăn chứ. Ôi, 4 Doraemon bắn pháo hoa. Nó nhai mình luôn các bạn ạ. Còn có thể biến thêm ra nhân vật gì nữa? Có nhiều nhân vật mà. Ví dụ như bây giờ từ từ anh thả bọn này ra để nó đùa nhá bây giờ. Ôi đừng, sợ lắm. Bây giờ tạo ra nhiều con này xong rồi cho nó đùa thì buồn cười lắm nhỉ ông nhỉ? Buồn cười gì ghê chết. Rồi mình sẽ ra đây để tạo nha các bạn. Đây. Nhưng chúng nó đâu có chạy đâu. Nhỉ, chúng nó không chạy đúng không? Bởi vì là chúng nó không ở trên mặt đất. Đây bây giờ đợi một xíu nha, anh sẽ cho chúng nó chạy nha. Ôi giời. Đồ ăn hại. Đồng thế. Đây không đuổi cái gì ốc. Từ từ anh cho chúng nó chậm lại các bạn ạ. Anh xóa hàng rào gì anh chạy ra. Đấy. Bây giờ tạo ra một bầy nha, xong cho chúng ta cùng chạy các bạn ấy. Mình cứ thả nhiều ấy hả? Rồi. Tự anh chạm vào nó nhá. Thế là bị nó cắn luôn các bạn. Cày thật đấy. Ui giời ơi, sớm 3 cái chết luôn. Thôi khỏi chạy đi. Kinh quá rồi. Ui giời, liên tục chết luôn mà các bạn. Ôi giời, kinh quá, ác mộng cuộc đời. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tạo đây một con Doraemon siêu to khổng lồ. Sẽ chui xuống lòng đất rồi bạn ơi. Nhưng mà nó có chạy đâu. Cần gì con này chạy, bây giờ anh sẽ trêu đùa nó bằng cách là anh sẽ cho nó méo mó gì đấy cho nó vui ốc ạ. Bây giờ anh cho nó to bằng cả cái map này luôn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thử kéo mấy cái chỉ số cho nó to to lên các bạn. Ui, đây là chỉ số dẹt các bạn ạ. Ôi. Nhưng bây giờ nó mỏng như tờ giấy thôi. Đâu mỏng đâu, vẫn mập mà. Anh kéo nó mỏng rồi mà. Thế thì cũng đâu có mỏng lắm, bây giờ cho nó lại. Đấy. Ôi giời ơi, nó chả mỏng cái gì, chính mình kéo lại còn không biết nữa. Dày, dày chưa? Dày thì phải to hơn. Nó lại... nó dày, nó dẹt theo chiều khác thôi. Đúng rồi, các bạn ạ, mồm tếu. Ôi giời ơi. Nhìn nào đây. Nó bẹt dí nhưng mà là bẹt từ trên xuống. Đố các bạn nhìn ra đây Doraemon luôn, mình cũng chịu luôn. Thôi được rồi, thay vì Doraemon, bây giờ mình nhìn thấy con này trông giống ai ở trong phim Doraemon nhỉ ốc nhỉ? Trông giống Nobita. Đúng áo rồi, vàng. Áo vàng trông giống Nobita quá, hay bây giờ mình biến con này thành Nobita đi ốc. Ừ, có khả năng là hay đó. Không biết thì mình biến thành Nobita có nhiều răng như này. Bây giờ để mình biến con này thành Nobita nha các bạn. Okay. Chào mừng các bạn đến với thế giới Zulu Money của Nobita và Doraemon. Rất ảo đúng không các bạn? Ôi, mình tò mò quá nhưng mà hình như Nobita này không có răng nhiều như là cái con kia đâu. Nó vẫn là Nobita nguyên bản nhưng mà nó có cái kích thước cả... Ôi Nobita đi thăm sở thú à Nobita. Nobita mồm vông. Mồm tèo. Mồm tèo. Đấy à? Nobita hôm nay trốn học à? Không đi học bài à? Nobita không đi học bài. Ủa? Mà lại đi xem thú. Nhưng mà toàn thảo là thú nào? Quái vật. Thảo nào toàn không đi à? Bây giờ xem Nobita làm như thế nào nhé. Ôi dồi ôi bắt Nobita đi. Nobita nhai đầu bên quy đành rồi. Lấy cả trưởng thật các bạn ạ. Nobita biết nhai đầu thì kinh rồi. Thế thì ai dám chơi đúng không? Rồi đây các bạn ơi, một Nobita đang đi bên bờ hồ ngắm cá. Cá mập. Mình đoán có khoảng 5 Nobita. Ôi, anh nghĩ phải hơn các bạn ạ. Đây cũng có một con này đang ở đây luôn các bạn này. Đây, Nobita bị nhốt trong lồng. Nobita ơi. Nobita ơi, nó bắn pháo bông các bạn xem này. Nobita nói tiếng lợn được không? Ừ.
nó tiêu rồi. Bên ngoài có một Nobita nó đang nhìn mình. Nobita nó, hả? Nó kiểu canh chừng mình, chỉ cần mình ra phát nó ăn thịt luôn. Gì vậy? Ừ, còn gì nữa? Nobita ơi, tớ đến cứu bạn nè. Thôi sao? Tớ cứu bạn, bạn lại hãm hại tớ thì nói làm gì đúng không? Ôi dồi ôi. Đừng làm gì cả, án bị bất động ra ngoài cái chết thôi. Bây giờ là mình bước ra là mình sang bên này cũng đi, mà mình đi bên này cũng đi. Cách duy nhất là mình sống là mình đi thẳng sang bên này đấy. Bắn liên tục cho các bạn sợ hết hồn luôn. Này các bạn này, các bạn thấy gì chưa? Nobita bị choáng các bạn ơi. Choáng. Lắc cái đầu. Cục xì lâu đầu lắc. Nobita bị gáo rồi các bạn ơi. Nobita không làm gì được mình. Ui không đâu, nó đuổi kìa. Đuổi đi, anh có súng nè, anh sợ gì. Ui ba Nobita. Một chỗ này ba Nobita đứng dí kinh vậy. Hai Nobita đã là quá đáng rồi, còn ba Nobita nữa. Lại còn cả khỉ nữa. Các bạn ơi, đi vào cái sở thú này bất ổn quá. Đến Nobita. Nobita bị bọn thú này cắn cho lú rồi các bạn ơi. Chắc là bị cái con kia nó đã tỏa ra chất phóng xạ và Nobita nhiễm phóng xạ. Hề, thật các bạn ơi, bây giờ dụ Nobita đi xuống hồ xem Nobita có gặp chuyện gì không? Bị cá ăn thịt không ta nhỉ? Ừ, bị cá ăn thịt đấy. Nobita ơi, tới đây này. Nobita ơi, nó không xuống hồ các bạn, nó khô lắm. Ừ, nó không Nobita biết bơi. Nó không xuống hồ, không biết bơi à? Không biết bơi, bảo sao không xuống hồ. Nè, xuống đây. Dưới này này, dưới này vui lắm này bạn ơi. Ui dồi, tôi chui cả dưới map rồi bạn ơi. Ôi giời. Mình rơi xuống hồ ấy. Tèo. Rồi bây giờ mình thử biến cái con trùng cuối ấy, cái con ở dưới cái nhà mà khi mà mình đối đầu biết. Thành con Doraemon thì như nào nhỉ? Rồi các bạn đã sẵn sàng để đối đầu với Doraemon chưa? Từ mình chuyển sang chế độ gọi là em nhìn thấy nó rồi, nó sau cái cột bên phải kìa. Hey, Doraemon đấy các bạn. Doraemon đi kiểu gì đấy? Doraemon đến rồi các bạn ơi. Ôi. Doraemon lao đầu về phía trước luôn. Ôi kinh phết các bạn ạ. Trông biến thành quái vật trông kinh quá à. Đuổi hộ. Đặt cần đi. Bây giờ thử cho Doraemon nhai đầu mình xem như thế nào. Không cần thử đâu. Nó nhai đầu luôn các bạn ạ. Không để ý cái nào nó bắt ngay. Và các bạn ơi, mình bị nhả tới tận đâu luôn rồi. Cái game này lỗi rất là khó chịu luôn nhá. Nó cho mình spa không đúng chỗ. Đúng rồi, mình sẽ spa ở chỗ khác. Mình phải chui ngược lại các bạn ạ. Không nhầm thì đây là cánh cửa mà chúng ta sẽ đi vào. Mở cửa ra cho nó mát. Ui nó phát hiện ra Bill Thành luôn rồi. Con này thông minh đấy. Đúng là mèo máy đến từ thế kỷ 25. Ui, trông nó kiểu mồm nó. Ẳng chó chưa con mèo này. Mình kéo phát. Kéo một phát được hai cái à. Dãy đỉnh đạch luôn các bạn. Wow. Doraemon cũng chỉ gặp mình cũng chỉ tắt điện thôi các bạn ạ. Kìa nó vẫn đang bị hiệu ứng. Anh cứ bắn như thế này thì nó làm sao mà đỡ được đúng không hả ốc? Choáng đấy. Choáng. Doraemon bị choáng các bạn ơi. Sau lưng nó luôn. Ui giời. Tao mệt quá rồi, Bên Quy Thành ơi. Gục ngã cũng không cho gục ngã luôn các bạn ạ. Nó đau đớn nó gục ngã các bạn ơi. Nhưng mà gặp Bên Quy Thành thì Bên Quy Thành bắn cho viêm mồm thôi. Chạy đi, chạy đấy. Nhiều lắm, còn nhiều cái chưa mở. Đằng sau nó đang đuổi đấy, Đuổi đây. Bên phải còn nhiều cái chưa mở. Tầm điêu rồi. Anh ở đây thì anh thắng Doraemon chắc chắn luôn. Doraemon tuổi gì với khẩu súng bắn liên thanh của anh. Cái ở giữa kia nữa kìa. Mày ngã ngửa luôn. Ui, ngã kia còn nhiều luôn. Cái chưa mở lắm bên trái kìa. Đâu? Bên phải. Bên trái bên phải hoa cả mắt. Tại vì là anh xoay góc nhìn thì em phải miêu tả lại chứ sao. Anh đừng xoay góc nhìn thì nó sẽ là một bên phải thôi. Phải xoay góc nhìn thì mới nhìn được chứ. Bên trái, đằng dưới đấy, dưới trước mặt kìa. Đấy, cứ xoay như thế. Vào khu gần cửa thì là xong rồi. Đuổi đi. Yeah, đúng rồi đấy. Đủ rồi. Rồi, không có thêm cái xanh nào nữa đâu.
chơi chán xong rồi bên này cắn tiếp rồi. hết rồi. Ok các bạn ơi, vậy là con mèo này đã gọi là úp mặt xuống dưới kia rồi, thất bại rồi nha. Ta sẽ chiến thắng con mèo này. Kiểu đấy. Ui, đang đơ. Mình chiến thắng nó rồi các bạn ạ. Để xem rồi mình cho nó chậm lại. Đấy, mình bay sang bên này các bạn ơi. Ê, mình chiến thắng rồi, mình vào mình tiêu diệt nó đi. Đây, từ. Phanh lại nha bạn ơi. Đấy, anh mà vô tình đi đến gần nó vẫn ăn anh bình thường. Chồng lướt chồng kinh. Cái súng của mình này. Chồng nó kiểu như kiểu muốn vồ đến mình ấy các bạn ạ. Bây giờ mình chỉ cần vào đây mình bấm là mình thắng rồi. Mình cho nó bình thường đi. Thắng rồi bạn ơi, tôi thắng rồi bạn ơi. Bấm chưa? Tắt cái này luôn rồi đây. Tắt rồi. Rồi sao? Rồi nó bị bắn anh tiêu diệt Doraemon trong Zumano Money. Hay quá. Ông ơi, đây là đang trong mùa con cá đúng không? Bây giờ anh sẽ tạo ra nhiều kiểu này, xong tí chúng ta sẽ có một con cá rất là độc lạ luôn. Con cá ngão, cứ đi lùi lại to thế này thì đến bao giờ mới... Vâng, chúng ta có một con cực kỳ là kinh luôn. Uầy, ghê nhỉ các bạn. Con dế đi nhỉ? Eo nổi hết da gà luôn. Thực ra ở đây là có rất nhiều con cá luôn đấy các bạn ạ. Mình tạo ra một con cá, các bạn nhìn trong mồm này. Kinh hơn hẳn nhỉ các bạn nhỉ? Đây là cá rết đấy, B Quy Thành tạo ra một bầy luôn. Đấy, mình tạo ra nhiều con nó sẽ thành ra như này các bạn nó ạ. Nó xếp chồng lên nhau, xếp lớp lên nhau. Chồng kinh quá các bạn ơi. Đúng ám ảnh. Nobita ơi, ra đây ăn cá này bạn đi. Ăn lẩu cá hay là ăn cá chép om chưa? Ôi, Nobita vào rừng làm gì ấy, Nobita? Mũi đốt đấy bạn đi. Tái tè. À đấy bầy. Đấy bầy các bạn. Bắt quả ta. Rồi đấy, rồi các bạn ơi. Vậy là trong video ngày hôm nay, bên Quy Thành và Ốc đã gọi là tạo ra Doraemon, Nobita cũng như là Skibidi Toilet ở trong Dù Normally, và bây giờ chắc là mình phải ra khỏi đây thôi, nếu không thì Nobita sẽ tiêu diệt mình mất. Đúng rồi các bạn ạ, rồi. Cùng người đệ Skibidi thoát khỏi Dù Normally. Vâng, 500 anh em Skibidi cực kỳ đâu. Đi ra cho 1 tỷ, đây. Thấy giờ thấy đông nhờ, thấy sợ chưa? Ừ. 500 anh em đây à. Rồi các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ cùng 500 anh em G-Man cực kỳ đen của mình đi. Mình sẽ dẫn những bạn G-Man đi xăm thở thú. Chúng nó chưa bao giờ thấy những con thú độc lạ đến mắt chúng nó. Và hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Và nếu các bạn thấy thích video này đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để bây giờ xem quảng cáo. Chứ chồng nó kinh quá các bạn ơi. Bye bye. 500 anh em Skibidi, bye bye.